Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với cô chú anh chị mình là một cái khách sạn đang hoạt động và cần bán lại cho mình nha anh chị. Khách sạn của mình á thì sẽ có là một cái tầng hầm nè và 4 lầu ở trên nha anh chị. Và đang hiện tại đang kinh doanh 2 lầu ha, còn 2 lầu ở trên là đang nuôi yến nha anh chị. Thì đây là khách sạn có tên là khách sạn 79, nằm ở là ấp 4 xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Mặt tiền đường huyện lộ 94 nha anh chị. Nói chung anh chị chạy từ quốc lộ 1A, anh chị đi theo hướng Nghĩa Trang Liệt Sĩ vào khu công nghiệp Mỹ Tho đó. Anh chị chạy vô thấy đầu đường huyện lộ 94, anh chị quẹo trái vô là đến nha anh chị. Rất là gần luôn. Đó, đây là khách sạn mà cao nhất ở khu vực này nha anh chị. Đây là mặt tiền đường huyện lộ 94 nè, ngay đầu đường luôn nha anh chị. Từ đường Phạm Hùng đi vô đây chắc tầm khoảng là 50 mét thôi anh chị ơi, rất là gần luôn. Vậy một chút xíu nữa em sẽ chạy ra quốc lộ 1A cho anh chị xem luôn nha. Thì đây là khách sạn đang kinh doanh của mình nha anh chị. Thì đây là có giá phòng hết trơn rồi nè. Đây là khách sạn 79, một trong những khách sạn gọi là có tiếng nhất ở thuộc khu vực thành phố Mỹ Tho mà hồi xưa đó anh chị. Hồi xưa là ở trên 2 tầng trên thì làm massage ở trên thì, nhưng mà bây giờ là cũng qua mùa Covid đó anh chị, cho nên là qua cái đợt dịch này thì cũng có nhiều doanh nghiệp người ta khó khăn về tài chính. Thì cũng giống như là anh chủ này thì ảnh cũng là giống như một người anh của em, thì ảnh cần tiền cho nên cần bán lại cho mình nha. Thì khách sạn của mình sẽ có một cái tầng hầm ở dưới ha, và ở trên này thì sẽ còn tầng này và tầng ở trên nữa là đang kinh doanh, còn 2 lầu ở trên nữa là đang cho nuôi yến nha anh chị. Đó, đây là cái phòng lễ tân của mình ha. Thì một cái tầng như vậy là tầm khoảng là 7 phòng nha anh chị. Hiện tại thì đang kinh doanh nha anh chị ơi. Thì cứ thứ bảy chủ nhật là full phòng nha anh chị. Còn mấy cái ngày thường thì cũng có khách lai ra nha anh chị. Đó, cái này là có sao thì em nói vậy thôi. Thì bên này là cái thang máy của mình vẫn còn hoạt động bình thường nha anh chị. Đó, thang máy thì vẫn hoạt động bình thường. Ở đây thì có nhân viên lao công sẵn cho mình rồi nha anh chị. Đây là cô nhân viên ha. Phía bên này là mình có cái chỗ mà mình phơi đồ ha. Thì chiều ngang của đất của mình anh chị, tính đất trước á, thì chiều ngang gọi là 15m, chiều dài vô là 45m, tổng diện tích là 649,8m², có 523,3m² thổ cư. Nhà cái khách sạn này thì xây là hạng cấp 3, số tầng là 5. Tổng diện tích sàn là 1769,8m² luôn nha anh chị. Hướng là hướng Tây Nam, sổ hồng riêng luôn nha. Đầu đường huyện lộ 94 đi vô chút xíu hả anh chị. Đó. Thì ra quốc lộ 1A là 450m nè, ra cổng chào thành phố Mỹ Tho là 1,4km nè, cách chợ Trung An á, là chỉ có 2km thôi, cách cụm công nghiệp Trung An là 4km, cách ngã tư Đồng Tâm, đường dẫn lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương là 2,8km nha anh chị. Hiện tại đang kinh doanh là 24 phòng nha anh chị, doanh thu trung bình tầm khoảng là 70 triệu một tháng ha. Thì đây là một số cái thông tin cơ bản của cái khách sạn của mình nha anh chị. Đó, đây là cái bảng giá chờ giá phòng là có đầy đủ hết. Và anh chị thấy là khách sạn này thì cũng đã được xây dựng rất là kiên cố và cũng có tiếng hồi xưa giờ đó anh chị. Đó, thì giá chủ để lại cho mình anh chị là toàn bộ hết luôn là tầm khoảng là 9 tỷ đồng nha anh chị. Lúc trước kêu 10 tỷ nhưng bây giờ giảm còn 9 tỷ thôi. Đó, lúc em quay là đang có khách người ta ở trên lầu người ta xuống đó anh chị, cho nên mình cũng tránh cái quay trúng khách ha. Thì phía dưới là mình còn cái tầng hầm nữa nha anh chị. Tầng hầm ở dưới á, thì nó cũng có phòng, thì đang cho nhân viên ở với lại là cho người ta thuê tháng thì ở dưới tầng hầm ha. Còn ở đây thì mình kinh doanh phòng theo giờ, phòng qua đêm, thì thường thứ bảy chủ nhật là full phòng hết nha anh chị ơi. Ở đây hệ thống còn cũng còn khá là ok ha, mình có thể mình về đây mình sửa đổi lại, mình làm lại hai tầng ở dưới này với lại là hai tầng ở trên kia là tổng cộng là 4 lầu nha anh chị. Một cái hầm và 4 cái lầu. Thì anh chị nào mà muốn sở hữu cái khách sạn này thì cứ alo trực tiếp cho em ha, mình đến mình xem, cũng như là mình có thể gặp anh chủ để mình thương lượng thêm về giá nha anh chị. Đó, thì nói chung khách sạn này cũng khá là nổi tiếng ha. Khách sạn 79 nằm ở ấp 4 xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Rất là dễ kiếm ha. Cái sân sân này là mình quay đầu xe ô tô thoải mái nha anh chị, rất là rộng luôn. Chiều ngang là 15m, chiều dài vô là 45m là tính tổng miếng đất của mình ha anh chị. Rồi bây giờ em mời anh chị mình chạy ra đầu đường huyện lộ 94 này là đường Phạm Hùng, cũng như là mình chạy ra quốc lộ 1A để xem nó có gần hay không ha anh chị.
Từ khách sạn mà mình ra ngay chỗ đường Phạm Hùng đó anh chị, tầm khoảng là hơn 50 mét một chút là mình đến nha anh chị. Nơi đây thì nhà dân cư rất là đông đúc rồi nè anh chị. Bên trái em hiện tại đang là nguyên một cái dãy phòng trọ công nhân nè anh chị. Tại cái này là mình đang nằm trong là khu công nghiệp Mỹ Tho nha anh chị. Phía quẹo trái thì mình về chợ Trung An tầm khoảng 2 cây số ha. Còn quẹo phải nè thì mình sẽ ra ngay chỗ quốc lộ 1A, ra ngay chỗ nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang đó anh chị. Đó. Nếu mà từ Sài Gòn về đây là tầm khoảng 50 mấy cây số nha anh chị, là mình sẽ đến ha. Cũng khá là dễ kiếm nha anh chị. Hiện tại cái đường em đang chạy là đường Phạm Hùng, hay còn gọi là đường tỉnh lộ 870B nha anh chị. Đó. Anh chị chạy tới quốc lộ A, tới nghĩa trang liệt sĩ, nhìn vô thấy cái bảng ghi là khu công nghiệp Mỹ Tho đó, anh chị quẹo vô đây, chạy tới đầu đường quyền lộ 94 quẹo vô là đến nha anh chị. Đó. Mình đi tầm khoảng 1 phút 30 giây là mình sẽ ra ngay chỗ quốc lộ 1A anh chị. Đây cái cổng chào nó ghi là khu công nghiệp Mỹ Tho nè anh chị, đèn xe đỏ nè. Đây là quốc lộ 1A nè anh chị. Đó. Quẹo phải thì mình về dòng xe Trung Lương, quẹo trái thì mình về ngã tư Đồng Tâm, về bệnh viện mới, ra khoa tỉnh Tiền Giang mới nha anh chị. Rồi, chào tạm biệt cô chú anh chị mình. Hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào những video tiếp theo ạ.